Sôm so, nam mô tani na ngày nay trâu chia ngày pro ha pram cả khe bát tham sát chnam tho bảy giờ sáng bắt đầu cài pi pon pram roi học sắp pram pi trâu nương ngày tì đã mà phải pi mi thu na pi pon mà phải bay nè nơi con tì tăng wat sam bu mi sang cắt đằng cao khăn đằng cao rịch nịch nằm bánh dường nâng an mà to thế nở rừng chiết đập nở rừng bạch chiết đập mà rừng phần liền thôn tiệt say nâng nằm bay ở cần cha nhiệt nhôm bàn sạp mà to thế nam mô tát sa bệ cơ vạt tao arahato samma sambuddhassa nam mô tát sa bệ cơ vạt tao arahato samma sambuddhassa nam mô tát sa bệ cơ vạt tao arahato samma sambuddhassa rương niêng tôn tiệt say tức mùi có ôm rô bọt sạch trái miên sạch thía đô dọc sạch rây khăn ông sàn xua bàn khăn ông bút tạc cál ngay mùi bệ xâm bút rô mạc rú sạch dịng tâu đen cổ xoal chịa mùi nâng phí khổ xong pram rôi ẩn trông dịng chôl tâu xâm rác bệ cái khăn ông thôn nạc kriêm đâm bay cầm chất băng nâu mạch cha tự thị rô bọt buộc priem cân nòng thôn nạ kriem nô buộc priem tiền lái ban rư đầm nâng tha prasam put prom tiền phí khu xong đạch dieng nị môn mọc đòl trời stưng khang ai bòm rong nâng chlong chôl tơ cân nòng thôn nạ kriem hơi buộc priem rất thiết cha tiền lái ban bạc kẹp pháp đòl priem chia bò để sạch thá dân tiền ốc nia mần cọp bay xóm cua xóm rộp rộp oi vật thu ở vấy đòi xa mần nạ cột đòm lại và gian tiết dân tiền ốc nia trâu ốc tuộc lăng bị cầm phong oi ốc hơi rụ spiên cho chanh tiền xa lá xâm nạ có trâu rụ spâu rơ rừng niệm oi ọ bờ nẹ na muối tờ cua xóm oi vật thu ở vấy đòi xa mà nạ cổ đóm nâng bị khu sẵn trâu thơ tố nẹ lúc đòi chỉ vật bệnh xăm bút rong triệp vị bạc cả rạ rộ bọ priêm đôi chân hỡi có nôm bị khu sẵn tiền pram rối hóa ai đo ạ kẹt chlong stung tàu chốt trong cảnh đá sọc nụ trong nịp môn tàu công cro mà lập chớ mùi đám các bài ẩn đồn tật xa mai nụ miên niên tia say mà nẻ niên chìa nhóm bầm rá trọc cô priêm mùi khăn ông thôn nạc kriêm nêu cầm phông ẩn điệt có ôm tơ đong tức ẩn đốn ban khuyên bạc miên bạc phía có miên chất chất là cả lần miên cực thả xa mai nị cực đau nạ bạc xăm phút nâng bạc xong tiền ơ ấn bỏ hèl chìa sạch tức lắng ban chìa mốc khung nâu tỷ nị anh trâu tê đong tức mùi có ôm dốc tơ bạc kín tơ cua con tẻ priêm bất thiệt chá ban đắc ạch nhà thả bờn nẹ ná tư cua xóm dốc vật thu ở vây vây tư bật kinh đo xa mà nạ cổ đắm nâng bật sóng ní trâu miên tốt đo chỉ vật niên kết đôi chân này hỡi có đa hút tư đoàn tực lúc trò lọc một vinh sạch thia có căn tẻ căn lăng 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 cất khăn lãng tớp kích thả nó hơi chọc anh ban chuốc nâng sẻ bôn đọc bà sơ dàng ni hơi cua tẻ thơ tiên cầm khàn tốt bây kê sầm lắp rứ đạc ạch nha dàng ná tam ca chọc niêng có ẩn điết cần điết có ôm chôl tử
cần đào hồng vong phích khổ sẵn. Dốc tức mùi có ấm tơ bà kên bà xăm phút bà xăm phút trông tờ tù đòi bà khó tiền phì. Thành ạ cà ra ở niêng đơn thả bà ông trâu cà tức nụ nà. Trông chắc tức nụ lúc bà phép hỡi à chăn cơ nông tí chùm phố múc rộp bà niêng. Đói ẩm nái rứt rộp bà bà ông tức cơ nông ôm nâu bình đọt đẻ tớp ỏi ôm tức nụ tâu bị khu xong tiền phám rối chăn tiệt tức ôm có nâu tại bình đọt đẻ niêng thôn nặng tia xây bán khơi chậm lẽ ớt chả được chứ nế ới sẽ cái đây chứ rắc là cơ nông bà sạch đá có căn tê chậm rán tha bỏ lãng chia rôi cùn. Các bạn có thể nhận thêm rồi chân cho Scott Scott hỏi và xâm phút trong bà tiên có ông tức nụ đòi niêng tôn nạ tìa xây vệnh. Niêng bàn tốt tù có ông tức vài bằng công lìa bà miên bà phía tâu kê hạt than rộp bà niêng. Lâm đắp nụ, bố priêm tiếng lại có cháp niêng viê tóp bằng đơ và dốc tử oi priêm chia chào vài niêng. Niêng chào vài niêng ban viên thêm tiết tol tè niêng slap nông phê lục tử. Chầm này bạc miên bạc phía cá bên niêng tuân nạ tia xây chanh tục hoạt hới trông tra hào bạc ảnh nọn bạc ảnh dọc bát bạc ảnh tâu đoan tức ảnh đốt bà ảnh nón mình hiên tàu đón bố khai priêm viên xâm lập. Trong bà chia cầm rớp bày đón bà ảnh nón mình hiên bà kết tớ canh dọc bát nì môn tàu ảnh đồn tức. Còn tè tàu đó mọt ảnh đồn tức có bánh chanh bì khăn ông ảnh đồn chô chôn rách lịch tớ đâm tớm lỡ mà hà bất tập bí lịch phùm sọc thôn nạc kriếm nụ mùi rộng bạch. Còn tại trong cảnh lãnh đề là bà xăm phút nâng bà sáng công nâu ớt miên tức lịch lại. Bộ bà riêng tiền lãi khởi hẹt ớt cha đồ chó nọ hỡi phất phây khăn lăng nạ. Còn nôm kia rớt chôl tơ xong tục bà xăm phút ngoài luôn chia ở bà sọc ở bà xì kà. Dốt bà rất tình nạc trái chìa tì phân tì rồi lực mơ đôi chì vật tức có bắt ốc rồi liên nông cả nạc nụ tử. Ê niên thôn nạc tìa xảy đề priêm viên xâm lập nụ ban tàu cát khăn nông sàn trái trứng miên rụp lọ ớt ốc bà mà miên rạc xe mây chen chăng phân ổng phí cái sai tư khăn nông tức tàng buồn. Miền sài tiếp ốc xa mùi phuân chom rôm chìa bò rì vá thất nâu khăn ông bị miền miệng. Miền sân thôn, sân than, miền sân than đôi chìa tục cần bà tết than nâu lơ tức tức khăn ông mà ha sạch bố khờ này mùi. Lơ mốt sạch miền đâm cắp bà bực đốt bọt chung vĩnh khăn ông sạch. Nụ miền đàm chúc đọc rung priết bằng chanh ca phái khăn cổ ốp chúi chúc chúc nụ miền ca pram bò khlắc đàm chìa miệng sạc chìa kéo mần ní ca chìa prạc phái chìa tập bông tập tâm khlắc đàm chìa tập bông tập tâm sạc chìa prạc ca chìa kéo mần ní phái chìa miệng phát phân vị miên bà sản. Nóng phê nộ niêng cực bị chá ná mơ á tay tạ chiết rộ bọt niêng có ban đâng xóp cực thả ô anh để ban mộc kết chia tê và thị đá bò rì bố đòi tấp sầm bát đòi chí nét đòi xa té tức mùi cỏm. Để anh ban bà kênh bà xăm phút cực nông sọc thôn nạc kriếm ế lâu ní bà xăm phút khuôn nâu khăn ông tỉ nụ phụng toàn nịp bốn tớ nả lời. Đổi chân này cua tế tớ bẩm bênh xâm phát rộp bỏ anh.
ឲ្យ ពិសេស ជាង នេះ ទៅ ទៀត គិត ដូច្នេះ ហើយ ចុះ មក ភ្លាម វិមាន ប្រាសាទ ក៏ អណ្ដែត ដោយ មក ប្រទេសស្ថាន លើ ផែន ដី ក្នុង ទី ចំពោះ ប្រភ័ក្រ ព្រះ សម្ពុទ្ធ នាង ទេព ធីតា បាន នាំ បរិវារ ទាំង 1000 ចេញ ពី វិមាន ប្រាសាទ ចូល ទៅ ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ សម្ពុទ្ធ ជា បរម គ្រូ ពេ នោះ ព្រះព្រៀមទាំងឡាយដែលកំពុងអង្គុយកល់ព្រះមានព្រះភិយក៏ផ្អើលឈូឆរនឹកសញើចដើម្បីឲ្យព្រៀមទាំងអស់បានដឹងក្នុងពេលនោះថាមនាលទេពធីតាអ្នកបរិបោដោយទឹកសេរីមានពន្លឺចែងចាំងជានិច្ចតើនាងមកអំពីទីណាបានធ្វើបុណ្យអ្វីក្នុងជាតិ មុននាងទេពធីតាក្រាបទូលថាបបពុតព្រះមានព្រះភិយខ្ញុំព្រះអង្គមកពីស្ថានត្រៃត្រឹងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកធនគ្រាមនេះបានដងទឹកមួយក្អមប្រគិនព្រះអង្គលុះត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកព្រាមទាំងឡាយដែលអង្គុយជុំវិញនេះនាំគ្នាចាប់វាយខ្ញុំព្រះអង្គបណ្ដើរទៅឲ្យព្រាមជាចៅហ្វាយនាយ របស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានវាយថែមទៀតដល់រាប់ដល់ស្លាប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានខ្លែងរៀបរាប់អំពីទិព្វសម្បត្តិរបស់នាងក្នុងស្ថានសួគ៌ដោយសពគ្រប់លុះចប់ហើយព្រះសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មកថាបញ្យលអំពីអរិយសច្ចៈធម៌ 4 ប្រការនាងទេពធីតាក៏បានសម្រេចដល់សោតាបត្តិផលក្នុងពេលនោះទើបថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិយទៅស្ថានត្រៃត្រឹងវិញពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុងធនគ្រាមក៏បានយល់ច្បាស់នៅលទ្ធិពុទ្ធសាសនាក្នុងពេលនោះទៅហ្នឹងហើយចប់និយាយពីការដែលយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លា សំបីតែទឹកមួយក្អមក៏ដោបានយកនៅស្ថានសួគ៌បានហ្នឹងថាព្រហ្មសុខអញ្ចឹងការធូបបន់របស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងកំភ្លេចយើងសោមបន់ហ្នឹងណាយើងសន្សំគ្រប់គ្រប់គ្នាតិចតិចមែនប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងនាំឲ្យយើងបានសុខសាន្តហ្នឹងអំពើល្អគឺនាំមកសុខហ្នឹងអំពើអាក្រក់គឺនាំមកទុក្ខណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា ទុក្ខបតាចនេតុក្ខាបយបតាចនេភយសោកាបតាចនេសោកាហន្តសាពេពិបត្តនិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកហោកទៅហោសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូជាយាចាគុណយតិការ 7សណ្ដានជីដូនជីតាប្រណោកដីណាលំចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលតកានតកានសូមសុខសែនសណ្ដានដល់ឋានផុតទុក្ខ ទេវកន្ទ្វានិវេតយងសាពេលកាមយេសតាជីវន្តហាលហេតកាមនុញ្ញាពុជ្ជនាសាពេលពន្តមមជេតសាទេសូមអនុមោទនីសូមឲ្យសពសាទាំងអស់មានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់ប្រការណាពេលក្រោយយើងនឹងបន្តអានរឿងបន្តទៀតឲ្យញាតិញោមកិនចាស់បានស្ដាប់នឹងរឿងប្រជាដកនឹងមានចំនួនជាង 500 ជាដកហើយនោះតែប្រហែល 500 រឿងនឹងសូមអនុមោទនី